Giữ cái tay cho thẳng à, em. Giữ cái tay cho thẳng. Tay em sao giống mấy cái cẳng cua quá. Tự nhiên con xoay cái bàn tay của con, nó phải để cái bàn tay cho nó thẳng thì tự nhiên mình sẽ đánh cái ngón trỏ à, ngón cái. Giữ tay cho thẳng, ngón giữa. Ngón giữa. Very good. Xuống hai nốt. Này xuống có một nốt à. Xuống đây nè. Ấm vô. Một chưa.